Vâng, kiểm tra cộng đồng xin chào quý ông bà và anh chị em. Sao nhân viên có phát biểu gì không? Hôm nay lại tiếp tục cho cắt tóc cho trai đẹp. đầu mẫu của giới trẻ ngày nay ấy. Anh em giới trẻ rất là thích những cái kiểu đầu modern như thế này. Đầu này gọi là đầu gì? Được không? Quá đơn giản. Thiếu gì nữa không? Ngoài tương góc cạnh ấy, đầu tương đối nét bò trong mọi góc cạnh như thế. Đi truyền hình luôn. Thế nhưng người chẳng nhất ở trong thăm thì mang không có đây, mình bao lâu rồi các.